nhìn camera thằng nào cười là nó chát chát liền. Cười cười cười. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Miêu Seven, và mình là Miêu Seven, còn đây là bác sĩ em, mình là bác sĩ anh nha các bạn. Ok, và hôm nay tụi mình sẽ thử thách một cái trò do bạn Quân đề xuất và một số bạn bình luận comment kêu là tụi mình chơi cái trò đó đi. Hôm nay tụi mình sẽ chơi với hai cái chai này nè. Trò chơi đó là nhìn camera và cấm cười, thử thách cấm cười nha. Là tụi mình sẽ nhìn vô camera và tụi mình cố gắng gồng hết sức luôn làm sao để cho mà không cười, còn mà thằng nào cười là chát chát liền đó, đúng không? Ok, và không dài dòng nữa, tụi mình bắt đầu đi thẳng vào vấn đề, đó là nhìn camera rồi cười chứ đã, tập cho cười trước đi, cười này đã. Rồi nhá, đó này, 3, 2, 1 action. Đó đó. Mày không được nha. Rồi vô nha. Cười thằng này ngu nhất luôn. Cấm miệng chi nha. Ngu mà lì. Rồi em. Cười gà này hơi nhỏ á. Kìa cứng à, cho cái chuyện đó. Muốn làm gì làm, làm gì làm, đừng có đừng cười được rồi. Cái chuyện mấy thằng áo đá là mày nhớ một bữa cái video mà cho mình coi chỗ một cái thằng mà đi xe ông ra mà chạy xe ôm mà thánh lồng tiếng. Nhà em ở dưới sông. Nhà ở dưới sông là gì không nói. Giờ đừng kệ rồi im thôi. Không, mấy mới hay, kệ đi, cứ kệ thoải mái đi. Có mấy mới hay đó, chứ xin cười mà không cười mới hay á. Có thằng áo đá, mấy thằng áo đá mà mày coi trong cái này gì ở ngoài Bắc á, cái thằng ngáo đá này nó kêu là ngáo bỏ luôn. Đẹp. Hết à, hết chuyện hả? Không có gì để cười. Nhìn nghiêm túc này. Nhìn nè. Ngu tự động cười. Ngu tự động cười. Cười.
Mặt không cười tao. Cười đang cười chứ, tính cười rồi. Cười đang cười chứ, tính cười rồi. Cười đang liếm gì vậy? Tính cười rồi. Bớt liếm lại đi. Con ruồi lên mặt anh Cam Cường. Cười tao chưa cười vậy. Chơi shot cuối nữa nè, shot cuối bình tĩnh nha. Thương ơi. Mặt nó dũng áo đá mày. Thương có chơi đá bây giờ đâu. Thương có chơi đá bây giờ đâu. Còn cười còn cười. Còn cười còn cười. Còn cười còn cười. Ok mà. Chào các bạn. Hôm nay tụi mình đi giải trí ở ngoài công viên á thì thấy cái view nó đẹp đẹp, tụi mình ngồi nghỉ mát uống nước nè. Uống nước suối thôi, không có tiền uống nước ngọt đâu. Thì tụi mình thấy cái view đẹp đẹp thì mình ghim máy tụi mình thử thách trò chơi cười này thôi. Nói chung cũng đơn giản. Rồi sau các bạn góp ý cho tụi mình để làm thêm những cái ý tưởng hay nữa nha. Ok, và video của tụi mình cũng xin được kết thúc tại đây. Các bạn hãy ủng hộ cho mình và anh em bác sĩ bằng cách bấm like, bấm subscribe và cũng chia sẻ nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.